Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt. Ông Hà Văn Sơn do ông Trần Quang Duật phụ trách. Xin kính chào quý diễn hữu, quý khán thính giả đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một người bạn từ năm 1966 đến giờ hơn một nửa thế kỷ chúng tôi mới gặp lại và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị biệt kích Hà Văn Sơn. Xin trân trọng chào anh Sơn. Vâng, xin chào anh Duật, xin chào quý khán thính giả của đài SBTN DC. Vâng, được biết anh năm 67 là anh đã nhảy ra Bắc. Vâng. Và anh đã bị bắt ngay. Thì cái cảm tưởng lúc đầu của anh lúc bị bắt như thế nào? Trước tiên là quá thất vọng vì cái công tác không được hoàn thành. Cái thứ hai nữa là biết rằng mình sẽ đối diện với những cái thử thách rất là cao đối với cái phẩm giá của một con người. Và cái kế tiếp là chúng tôi đã gặp rất nhiều anh em biệt kích mà không biết có phải là thật hay giả thì không biết. Nhưng mà anh nói lên thì tất cả những anh em biệt kích của anh là đúng nghĩa cái chữ đồng đội biệt ừ. kích phải không ạ? Thì tổng số anh em biệt kích mà nhảy ra Bắc bị Việt Cộng nó bắt là bao nhiêu người tất cả? À, hơn 500 người, khoảng gần 500 rưỡi, 500 mấy, mấy chục người anh có thể cho biết cái tinh thần của anh em biệt kích khi mà bị cộng sản nó bắt như vậy thì cái tinh thần họ có vững vàng hay không hay là có một chút nào trao đảo hay không cái câu này thì những người cộng sản họ đã trả lời dùm cho lực lượng biệt kích rồi họ nói với những cái người khác đó, là cái lực lượng này là gồm những người mà không thể cải tạo được thì cái, cái câu nói đó tôi nghĩ rằng nó đã trả lời tất cả rồi rồi tôi nghe trong cái giai đoạn mà anh bị nó bắt như vậy đó thì nó đưa lên cổng trời thì thú thực anh là khi tôi ở ngoài lạng sơn tôi cũng nghe đến cái chữ cổng trời mà tôi không biết là như mường tượng như thế nào chỉ thấy một số cán bộ cộng sản nó nói chuyện với nhau là đưa lên cổng trời thì chỉ có chết thì anh có thể diễn tả sơ khởi về cái địa thế và cái thời tiết của cổng trời như thế nào à, trại cổng trời nó là một cái trại mà rất đặc biệt và nó là cái nơi mà chúng tôi coi như vậy là ngay chúng tôi cũng rất là coi như vậy là kinh hãi bởi vì những cái mà nghiệt ngã của địa thế thôi chứ không phải là giữa những cái người những cán bộ công an đối với mình mà cái địa thế và khí hậu thời tiết của cổng trời đó nó đã đẩy những cái người tù vào một cái hoàn cảnh là rất là khó khăn thì bản thân tôi coi như vậy là năm 1973 và cái ngày tôi đi lên cổng trời nó không bao giờ quên vì cái ngày đó là ngày mà ông Hồ Chí Minh là sinh nhật của ông ta là sinh nhật ngày 19 tháng 5 thì tôi từ trại Nam Hà ba sao kim bảng đó là một mình tôi đang ở Việt giam là ra xe hồi 4 giờ sáng thẳng lên cổng trời thì lên đến cổng trời là tôi bị đưa vào nhà cùm liền và cùm ở đó cho đến khi mà nghe tin ở miền Nam sụp đổ những người cộng sản đã vào Sài Gòn nhưng mà tụi tôi vẫn chưa được ra khỏi nhà cùm mà cho đến năm ngàn cho đến coi như vậy là tháng 7 năm đó là tôi và hai người bạn cuối cùng là chú ý đặng đình thúy và nguyễn văn độ là toán của đặng đình thúy mới được ra khỏi cái nhà cùng tại trại cổng trời khi anh lên tại cổng trời đấy thì có bao nhiêu anh em bị kích ở đó cái khi tôi lên đó là không còn ai cả cái lúc tôi lên năm 1973 và ngày 19 tháng 5 đó là hết hết biệt kích rồi đi xuống để chuẩn bị trao đổi trao trả thì mới nói để cho anh rõ rằng sở dĩ tôi bị đưa lên cổng trời trở lại đó ngay tức khắc đó và đầy đi như vậy đó là vì mình đã có cái sự phản kháng trong những cái thời gian mà người ta nói rằng chuẩn bị để trao trả thế là họ đưa tôi lên cổng trời luôn đó. thì lên tới đó là tôi lên là vào khoảng tháng 5 đó cho đến coi như vậy là đến tháng khoảng tháng 9 thì anh em bị kích ở các trại khác mới lên mới lên tiếp nối lên mấy mấy đợt nữa thì cái con số cuối cùng của anh em biệt kích ở trại cổng trời lúc đó là vào khoảng 120 người. thì khi mà 120 người lên như vậy đó thì cách tổ chức của cán bộ cộng sản nó như thế nào thế anh? Họ tất nhiên là họ chia nó ra làm nhiều đội. Uh, nhiều đội nhưng mà cái đợt đó nó lên đó là đợt bị thanh trừng dữ dội lắm. Tất cả những người đưa lên lúc đó là bị rơi vào cái tình trạng rằng những thành phần mà À... Tuyệt thực Chống trả lại Bộ đội và cán bộ Đòi trao trả Vì lúc đó là không được trao trả Thành ra anh em tuyệt thực Mà một cái điều kỳ dị lắm Ba trại biệt kích lúc đó Tức là một trại ở Phú Lưu Một trại ở Quảng Ninh Và một trại ở Tân Lập Đều tuyệt thực chung một ngày Mà ngay cái bộ công an họ không hiểu Sao mà lại có một cái liên lạc như thế nào Mà ba trại biệt kích tuyệt thực cùng một ngày như thế nên là họ mới nhặt từng cái nhóm ra họ đánh lừa rồi họ bốc cái nhóm mà chống đối tung lên đẩy lên cổng trời hết đưa lên hết anh nào từ ba chạy hướng về đó hết tức là những thành phần mà cứng đầu cứng cổ Và ba gai nhất của đám biệt kích mà chống cộng dữ dội nhất đó tinh thần quyết liệt nhất đó, thì đều lên đó hết thì nói như thế này đó thì thì khi mà các anh tụ tập lại được chia thành từng đội đó thì cái tinh thần của anh em lúc giờ như thế nào mới đầu thì tương đối cứng Tôi thì tôi không có được ở chung với anh em cái giai đoạn mà mấy ông ở ngoài sao tôi không biết. Nhưng mà tôi đang nằm ở trong cùm á, thì cái nhà cùm nó chỉ có 15 người thôi, tối đa là cùng 15 người. À. Thì đưa lên một lúc đó là vào cùm liền tức khắc thay thay phiên vào là được 14 người nữa, với tôi là 15 ở trong đó thôi. Còn ở ngoài là không biết. Thì khi, khi mà trao trả thủ binh anh có biết không? Biết chứ được học tập đàng hoàng chứ, được đưa báo cho đọc, được coi hiệp định Paris về Việt Nam, được tất cả mọi thứ hết. Thế nó lấy lý do gì nó không trao trả cái? Nó nói miền Nam không nhận. Và hồi đó là tự tôi tưởng là là nó nói đùa. Nhưng mà đến cuối cùng thì đúng là miền Nam không nhận thật và Hoa Kỳ không hề nhận chúng tôi. Thì... Đó là sự thật của lịch sử, không thể chối cãi được. Thì Thú thực với anh là khi nghe cái câu mà lần đầu tiên tôi nghe đó là miền Nam không nhận canh thì tôi không nghĩ là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không nhận. Mà phía Mỹ không nhận canh thì đúng hơn. Phía Mỹ không nhận là không nhận tôi được. À. Mình cá nhân phía anh. Phía Mỹ không nhận cái lực lượng của Long Thành được. À. Nhưng mà phía Mỹ phải nhận tôi chứ. Bởi vì tôi bị bắt chung với hai người Mỹ mà. Mà tôi công tác với Mỹ tôi đâu công tác Việt Nam Cộng Hòa. Còn anh em ở bên Long Thành là rõ ràng họ là người của Việt Nam Cộng Hòa đào tạo và huấn luyện như vậy có thể bị việt cộng có tuyên truyền là việt nam cộng hòa không nhận không, không phải như thế sự thật ra là cái việc mà họ nói không nhận là đúng vì sau này tôi có đọc về ông phạm huấn ông ấy viết về cái cuốn hồi ký đấy thì tôi mới biết rằng cái mà phan Nhật nam viết tôi mới thấy rằng cái phía lúc mà trao đổi trao trả việt nam cộng hòa mình có nói năng gì đến những cái lực lượng mà ở ngoài bắc đâu không bao giờ nhắc đến chúng tôi là cái điểm thứ nhất mà cũng không tài nào lấy được ông phan ông ông, ông thọ về ông nguyễn văn thọ với Mấy đại tá thọ. thọ rồi ông đào văn thương rồi ông châu này nọ bị ở Hà lào đâu có lấy về được ai vâng thưa quý vị thì uh, chương trình phỏng vấn uh, với lại biệt kích hà văn sơn chắc chắn là còn nhiều điều thú vị thì xin phép quý vị chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt khác uh, xin trân trọng chào anh và ừ. hy vọng rằng sẽ gặp anh trong một ngày rất là gần vâng xin chào anh và xin, uh, xin chào quý vị khán thính giả tạm biệt